chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Tây. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin chúc những người phụ nữ luôn giữ sức khỏe, xinh đẹp và sáng tạo trong công việc. Chương trình xin dành một phần thời lượng để nói về những người phụ nữ luôn hết lòng về công việc và có trái tim nhân hậu. Nhưng ngay lúc này, tình hình trong nước cũng như quốc tế đang nóng hơn cả, đó chính là dịch bệnh COVID-19 ngày càng lan nhanh. Việt Nam sáng nay tiếp tục ghi nhận ca thứ 21, dù số lượng có tăng từng ngày nhưng vẫn trong vùng kiểm soát và dự đoán trước của ngành chức năng, nên người dân cũng đừng nên quá hoang mang. Ngoài ra còn có những thông tin đáng quan tâm khác. Nhiều địa phương sáng nay tiếp tục rà soát cách ly những người trên chuyến bay VN0054 có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17. Để ngăn chặn dịch bệnh ngày càng gia tăng, các trường hợp biểu hiện sốt, ho, khó thở phải được báo cáo kịp thời. Dịch COVID-19 ảnh hưởng hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, tình hình vẫn phức tạp ở tâm dịch. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn đang nỗ lực cứu hộ nạn nhân đang cách ly trong khách sạn bị sập vào đêm qua. Ngày 8 tháng 3, cùng gặp gỡ người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, được xem là người mẹ thứ hai của trẻ khuyết tật ở Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay 8 tháng 3, Bộ Y tế thông báo ca COVID-19 thứ 21 của Việt Nam. Bệnh nhân là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân Dung, 26 tuổi Hà Nội. Đó là ông NQT, 61 tuổi, cũng ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Ông T từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN0054, ngồi ghế 5A, tương đối gần với bệnh nhân Dung. Ông T cũng được đưa tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sau khi phát hiện bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19. Hiện những người có tiếp xúc gần ông T được đưa đi cách ly từ sáng sớm nay. Đây là bệnh nhân thứ 21 ở Việt Nam và là bệnh nhân thứ 4 của Hà Nội. Trước mắt ghi nhận cả 4 bệnh nhân đều liên quan đến bệnh nhân số 17. Thưa quý vị, như tin tức Đông Tây chúng tôi đã thông tin, tại thành phố Hồ Chí Minh và Huế đã ghi nhận 23 người đã đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân Nhung. Tiếp tục rà soát, tỉnh Hải Dương và Nghệ An đã cách ly thêm một số người có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến cô gái ở Hà Nội, vừa dương tính với COVID-19. Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết có 3 người quê Hải Dương đi cùng chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19. Trong đó có một người chỉ về thăm nhà rồi quay trở lại Hà Nội, còn 2 trường hợp đang ở thành phố Hải Dương. Cả hai đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết đã tiến hành cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 20 là lái xe của bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19. Trước đó, sáng ngày 5 tháng 3, bệnh nhân lái xe đến gara trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội sửa xe, có giao tiếp bắt tay nói chuyện với chủ cửa hàng 30 phút. Tổng số có 15 người ở quán sửa xe. Trong số này có một người đàn ông quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thành phố Hà Nội đã lập danh sách ban hành quyết định cách ly 11 người, còn 4 người không thực hiện vì đã về quê ở Nghệ An, Hà Nam và sang quận Long Biên, Hà Nội. Người đàn ông trở về quê ở Nghệ An sau khi biết thông tin đã chủ động đến khai báo với cơ quan chức năng và đã được đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, hiện trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm người này để gửi ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm COVID-19. Ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với COVID-19 đang được cách ly trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, trong đó tập trung làm rõ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đến nay, ngoài việc chủ động và phát hiện cách ly tại cơ sở y tế nơi lưu trú 145 trường hợp, các đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung 962 trường hợp trở về từ nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc. Trong đó có một trường hợp bệnh nhân NVT, sinh năm 1993, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là du học sinh tại Hàn Quốc, trở về Việt Nam và cách ly tại thành phố Tam Điệp. Trong các trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân NVT dương tính với COVID-19, các trường hợp khác đều âm tính, sức khỏe hiện đều bình thường.
Trong một diễn biến khác có liên quan, tại Hà Nội, đi cùng chuyến bay với trường hợp bệnh nhân thứ 17 đã có 12 người mang quốc tịch Anh đi du lịch tại Ninh Bình, trong đó có 8 người đã di chuyển đến Cát Bà, Hải Phòng và được cách ly tại đây. Số còn lại cũng được cách ly riêng biệt và giám sát bởi đội ngũ nhân viên y tế. Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, nhất là sau khi có thông báo về trường hợp bệnh nhân thứ 17, tỉnh Thái Bình đã có một trường hợp là điều dưỡng của Bệnh viện Hồng Ngọc Hà Nội, quê ở xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, người đã trực tiếp đo nhiệt độ và huyết áp cho bệnh nhân số 17 này. Và người này đã đi xe máy về quê ở Quỳnh Phụ làm đăng ký xe vào chiều ngày 6 tháng 3, sau đó được Bệnh viện Hồng Ngọc triệu tập lên cách ly ở Hà Nội. Huyện Quỳnh Phụ cũng đã điều tra hướng dẫn cách ly tại nhà trên 10 người tiếp xúc trực tiếp với trường hợp này và phun khử khuẩn những nơi trường hợp này đã đến giao dịch. Tỉnh sẽ ban hành quy định một số đối tượng bắt buộc đeo khẩu trang như nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên bán hàng tại các chợ, siêu thị, lễ tân các nhà hàng. Thưa quý khán giả, ngay tại Hà Nội, nơi phát hiện bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng khẳng định người dân không cần tích trữ gì cả, thậm chí là tập trung mua hàng trong quá có khi còn dễ lây bệnh hơn, bởi hàng quá chắc chắn sẽ không thiếu. Chính quyền địa phương khắp nơi đang kêu gọi người dân không nên hoang mang. Thế nhưng tại thành phố như Hội An, chuyện người ta chen chúc nhau mua hàng đã xảy ra. Nỗi lo lắng của người phụ nữ này đang được đặt trên chiếc gác ba ga xe đạp. Dù đã có rất nhiều khuyến cáo về việc dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt, hàng quá không thiếu, nhưng bà vẫn đội nắng đi mua về nhà tới 5 thùng mì. Cửa hàng tạp hóa tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón tiếp nhiều khách hàng một cách đột biến. Nguyên nhân có lẽ vì ở Việt Nam vừa phát sinh thêm ca bệnh COVID-19 mới khiến người dân hoang mang. Hàng quá chắc chắn là không thiếu, vì nếu thiếu thì mỗi người chẳng thể nào mua được từ 3 đến 4 thùng mì và sữa mang về nhà thế này. Không chỉ là ở tiệm tạp hóa mà tại một cửa hàng bán gạo trên đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, gạo cũng đã được bán gần như hết sạch. Có người không mua được gạo còn đòi mua lúa. Chủ cửa hàng liên tục phải gọi điện thoại từ chối khách. Hiện tại, thành phố này đang có 36 du khách bay cùng chuyến với cô gái bệnh nhân số 17 dương tính với COVID-19. Cả 36 du khách này hiện đang được cách ly tại 16 khách sạn ở Hội An. Chính quyền Hội An cũng đang thực hiện việc rà soát lại ai đã từng tiếp xúc gần với du khách, đồng thời đẩy mạnh biện pháp tự phòng dịch đối với du khách và các nhân viên khách sạn. Ngành y tế Hội An cũng đã tiến hành các biện pháp kiểm tra y tế, đo thân nhiệt đối với các nhân viên khách sạn có tiếp xúc gần với các du khách. Việc kiểm soát có thể nói là chặt chẽ, không phải lúc này mà là ở thời điểm ngay khi dịch bệnh vừa bùng phát. Do đó, hiện nay, cả tỉnh Quảng Nam chưa có bất cứ ca nhiễm COVID-19 nào. Trong khi đó, nhiều tín hiệu tích cực đã trở lại cho huyện đảo Lý Sơn. Du khách đến với đảo tăng dần từ cuối tháng 2 đến nay, nhất là vào những ngày cuối tuần. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ, công suất phòng đạt gần 70% vào dịp cuối tuần so với đầu mùa dịch COVID-19. Tiết nắng ấm, nắng vàng, biển xanh với hương tỏi thơm nồng trên đảo Lý Sơn đã hấp dẫn du khách. So với đầu mùa dịch COVID-19, lượng khách đến Lý Sơn bắt đầu tăng trở lại. Lý Sơn hiện có trên 130 nhà nghỉ, khách sạn, homestay. Từ cuối tháng 2 đến nay, lượng khách đến Lý Sơn bắt đầu tăng dần, nên công suất phòng của các khách sạn, nhà nghỉ trên quyền đảo này cũng tăng lên và đạt 70% vào dịp cuối tuần. Là hòn đảo du lịch thu hút du khách đến từ khắp nơi, nên trong khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Lý Sơn đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc khách đến với đảo, nâng cao nhận thức cho các cơ sở lưu trú để góp phần xây dựng Lý Sơn trở thành điểm đến an toàn. Thưa quý khán giả, Campuchia vừa ghi nhận trường hợp người Campuchia đầu tiên nhiễm COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 thứ hai tại nước này. Trường hợp trước đó là một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi đến Campuchia từ thành phố Vũ Hán. Người này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 1 và đến ngày 10 tháng 2, bệnh nhân đã ra viện trong tình trạng bình phục hoàn toàn. Theo thông tin của Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân là một nam giới 38 tuổi sống tại tỉnh Siem Reap. Đây là một trong 4 người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh, là một nam giới quốc tịch Nhật Bản, người tới tỉnh Siem Reap vào ngày 28 tháng 2 và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 4 tháng 3 sau khi trở về Nhật Bản. 3 người còn lại cũng đã tham gia xét nghiệm, song có kết quả âm tính. Đến nay, cơ quan chức năng Campuchia đã tìm được tổng cộng 8 người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân người Nhật Bản và 40 người khác có tiếp xúc gián tiếp.
Thông tin cập nhật đến sáng nay cho thấy dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại nhiều nước trên thế giới. Số ca nhiễm ghi nhận tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện lên tới hơn 106.000 người. Trong đó, Trung Quốc vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất với hơn 80.700 người. Trung Quốc cho biết lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 1, số ca nhiễm mới ở nước này đã giảm xuống còn 2 con số trong ngày 6 tháng 3. Theo đó, số ca nhiễm mới trên cả nước này là 99 ca và 28 ca tử vong. Toàn bộ các ca tử vong tập trung tại tỉnh Hồ Bắc. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm là 7.151 ca, trong đó 48 ca tử vong. Phần lớn số ca nhiễm bệnh là ở các thành phố Daegu, Cheongdo và Kinshan. Số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và thành phố Busan lớn thứ hai của Hàn Quốc là hơn 100 ca. Tại Iran, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khi nước này ghi nhận thêm 21 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh tử vong ở nước này lên 145 ca. Có thêm một nghị sĩ Iran qua đời do virus SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm bệnh tại Iran là 5.823 ca. Cũng tại châu Á, một loạt nước như Afghanistan, Australia, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan thông báo thêm các ca nhiễm mới. Tại Mỹ đã có thêm 8 bang ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên. Như vậy, hơn một nửa trong số 50 bang của Mỹ đã xuất hiện virus SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca tử vong. Bang New York, Mỹ vừa đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca được xác nhận COVID-19 ở bang Đông Bắc này đã lên tới con số 76 người. Thành phố New York, thủ phủ đông dân cư nhất của bang, hiện đã có 11 ca dương tính với SARS-CoV-2. Một số khu vực khác của bang này tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới. Thống đốc bang New York cho rằng tại khu vực này tồn tại các ổ dịch và có thể sẽ có thêm nhiều người bị lây bệnh. Tuy nhiên, ông cũng liên tục kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và nhấn mạnh rằng khoảng 80% người nhiễm bệnh trên đường hô hấp cấp COVID-19 do SARS-CoV-2 sẽ tự khỏi và nguy cơ đối với sức khỏe tổng thể của người dân New York vẫn là thấp. Theo số liệu cập nhật, Mỹ đã xác nhận 409 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 19 ca tử vong. Tại châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng Italy đã thông qua sắc lệnh về tư pháp và y tế để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19. Sắc lệnh mới quy định ngừng xét xử các vụ án ít nghiêm trọng đến ngày 31 tháng 5, huy động thêm 20.000 y bác sĩ tăng cường cho các bệnh viện thiếu nhân lực. Liên quan đến các biện pháp y tế, theo sắc lệnh mới, chính phủ sẽ quy động 20.000 y bác sĩ của các bệnh viện thuộc tâm điểm dịch. Cơ quan bảo vệ dân sự cũng được quyền trưng dụng các khách sạn và tài sản cần thiết để đảm bảo nguồn cung cho các bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Sắc lệnh mới được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Italy, khi số ca tử vong tại nước này đã lên tới 233 người và tổng số ca nhiễm bệnh tăng lên 5.833 ca trong 2 tuần qua. Italy ngoài đang áp dụng nhiều biện pháp nghiêm khắc để giảm sự lây lan của dịch bệnh, thì trong đó có biện pháp tránh tập trung nơi đông người. Quy định này cũng đang gây ra tổn thất cho nhiều lĩnh vực, trong đó có cả dịch vụ tang lễ. Sự im lặng chống chỉ có trong các nhà tang lễ đã lan ra khắp các đường phố Italy. Lệnh cấm tập trung nơi đông người thậm chí đã ảnh hưởng đến cả những đám tang. Các mục sư Italy đã kêu gọi các nhà thờ tại phía bắc nước này không tổ chức lễ cầu nguyện hàng tuần vào cuối tuần để tránh tập trung đông người. Trong một nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, biện pháp phòng ngừa dịch tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là đang phân loại sàng lọc những tờ tiền có xuất xứ từ châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc, để tiến hành kiểm dịch. Người phát ngôn của Fed cho biết, với quy định mới này, các cơ quan chức năng sẽ tạm giữ các khoản tiền gửi có nguồn gốc trong thời gian lâu hơn, ít nhất là từ 7 tới 10 ngày, trước khi được xử lý theo quy trình thông thường, vốn cần từ 5 đến 60 ngày. Do lo ngại dịch bệnh, nhiều trường đại học của Mỹ cũng đã thực hiện các biện pháp mạnh tay như dừng các lớp học trực tiếp, tổ chức các lớp học từ xa hay hủy các lớp học của học kỳ bắt đầu từ tháng 3. Thưa quý vị, tất cả mọi việc hầu như đều bị xáo trộn, ngay cả việc trông con trong thời buổi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay là câu chuyện không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới. Khi các trường học đóng cửa, các bé không thể đến trường và cũng không thể ra ngoài chơi. Tại Nhật Bản, đối với nhiều gia đình, việc cân bằng giữa công việc và trông con là vấn đề không hề đơn giản. Bởi vậy, nhiều người đã lựa chọn cách làm việc tại nhà hay dùng ứng dụng để tìm người trông trẻ phù hợp. Đối với anh Koji Ishi, việc nấu ăn và trông đứa con 6 tuổi của mình giờ đây đã trở thành công việc toàn thời gian kể từ khi các trường học tại Nhật Bản đóng cửa vì dịch COVID-19 bùng phát. Là một nhà quản lý tiếp thị và bán hàng tại một công ty sản xuất, anh đã quyết định xin làm việc tại nhà để trông con
thay cho người vợ bận rộn của mình. Không chỉ mình tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng lo lắng về vấn đề này. Rất may là công ty của tôi cho phép làm việc tại nhà. Tuy nhiên tôi không biết cách chăm sóc con trai cả ngày. Vì vậy tôi đã hơi bỡ ngỡ lúc ban đầu. Một ngày của cha con anh Koji bắt đầu với việc dọn dẹp bữa ăn sáng mà vợ anh đã nấu. Anh bắt đầu công việc của mình với việc soạn tài liệu, trao đổi với khách hàng qua điện thoại và email, trong khi vẫn có thể theo dõi mọi hoạt động của con trai mình. Không chỉ để con ngồi một chỗ, anh còn hướng dẫn con các hoạt động thể dục tăng cường sức khỏe. Đối với những phụ huynh bận rộn không có thời gian trông con, thì ứng dụng tìm kiếm người trông trẻ là một công cụ hoàn hảo. Nhiều phụ huynh Nhật Bản đã lựa chọn ứng dụng Esmama, cho phép cha mẹ chọn ngày và giờ họ cần người trông trẻ. Sau đó sẽ có một bản đồ hiển thị dữ liệu những người đặt yêu cầu có thể nhận lịch như họ đã đặt. Cô Akiko Fuji, vợ của anh Koji, là một người thường xuyên sử dụng ứng dụng này. Cô cho biết cô phải tìm người trông trẻ khi chồng cô quá bận và ứng dụng này đã giúp được gia đình cô rất nhiều. Chính phủ Nhật Bản mới đây đã ban hành lệnh đóng cửa các trường học trên toàn quốc cho đến đầu tháng 4 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp. Bởi vậy, việc làm thế nào để trông con đang trở thành mối quan tâm của các bậc phụ huynh tại đây. Thưa quý vị, dùng mọi nỗ lực để ngăn chặn COVID-19, thế nhưng cơ quan chức năng Trung Quốc lực bất tòng tâm ngậm ngùi nhìn đống đổ nát tại một khách sạn ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã bị sập. Hàng chục người mắc kẹt ở bên trong, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã chạy đua với thời gian thế nào để cứu những người bị mắc kẹt. Diễn biến mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được. Theo đó, ít nhất 43 người đã được cứu sống, trong đó có 2 trẻ em, 2 tuổi và 3 tuổi. Có 71 người trong khách sạn vào thời điểm tòa nhà đổ sập. Hiện ghi nhận 4 người chết, 5 người trong tình trạng nguy kịch. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã điều động đội cứu hộ tới hiện trường, tham gia tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ sập nhà. Trước đó, thành phố Tuyền Châu đã điều động 200 lính cứu hỏa, trong khi tỉnh Phúc Kiến cũng đưa 11 đội cứu hộ với hơn 800 nhân viên tới hiện trường. Tiếp tục chương trình trưa nay, Cà Mau ngăn chặn nhóm đối tượng nẹt bô lạng lách lúc nửa đêm. Ngược đãi người lao động có thể bị phạt tiền đến 75 triệu đồng. Hành động đón khách nguy hiểm trên cao tốc của các nhà xe bất chấp tính mạng. Tin tức cộng tác trên chương trình vừa gửi về. Rạng sáng nay, nhận được tin tố giác của người dân trên tuyến quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện nẹt bô, lạng lách, chạy với tốc độ rất cao, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay lập tức, công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều mũi nhanh chóng tiếp cận địa điểm, phát hiện các lực lượng chức năng, các đối tượng liền tăng tốc tháo chạy theo chiều hướng. Tuy nhiên, 8 phương tiện, 12 đối tượng, trong đó có cả nữ, đã bị tạm giữ. Kiểm tra nhanh, một số phương tiện là xe gắn máy đã được thay đổi kết cấu, bộ phận giảm thanh nhằm có thể tăng tốc và tạo ra âm thanh lớn. Thậm chí, có xe còn không gắn biển kiểm soát. Vụ việc đang được xử lý theo quy định. Còn trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua thôn Mi Điền 2, xã Quảng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã xảy ra tình trạng hàng chục người đứng chờ xe trên đường cao tốc. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các nhà xe và người lao động vẫn bất chấp nguy hiểm, đón khách và chạy băng qua cao tốc. Thời gian gần đây, sau khi trên đoạn đường liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xuất phát từ việc người dân tự ý chạy qua đường, phụ xe mở cửa đón khách khiến nhiều người tử vong. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng 2 cầu vượt phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp di chuyển qua đường cao tốc gần đó. Nhưng bất chấp nguy hiểm tính mạng như thế là điều đáng lên án. Tiếp tục là những tin nhắn về nhiều lĩnh vực mà chúng tôi vừa cập nhật. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định quy định phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi khi tạm thời chuyển người lao động mà không thông báo cho người lao động trước 3 ngày làm việc. Ngoài ra, phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Tổng cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1 tháng 2 năm 2020 tăng 1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm trước.
trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,6%. Trong tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh thu hút thêm được hơn 480 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài FDI, bằng 41% tổng vốn so với cùng kỳ năm trước, có 186 dự án mới. Hoạt động thương nghiệp dẫn đầu với 84 dự án, tiếp đến là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và hoạt động xây dựng. Từ ngày 10 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai ghi hình để xử phạt vi phạm hành chính thông qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định trên 14 tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện vi phạm bị ghi hình bằng camera giám sát giao thông cố định trên cổng thông tin giao thông thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.giaothong.hochiminhcity.gov.vn. Thưa quý khán giả, thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều mặt hàng ngành nghề ở thành phố Cần Thơ cho thấy có dấu hiệu giảm mạnh. Hiện doanh thu của nhiều doanh nghiệp ở đây bị giảm sút từ 20 đến 50%. Riêng với ngành du lịch, ước tháng 2 có khoảng 90% lượng khách hủy tour đã đặt trước đó. Và trong tháng 3 này, các tour du lịch hầu như đã bị tạm quản hết. Doanh nghiệp lữ hành báo cáo số lượng khách hủy tour lên đến từ 80 đến 90%. Trong bối cảnh này, và cũng nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, công ty Viettravel chi nhánh Cần Thơ đã tổ chức buổi tham quan vòng quanh thành phố nhằm quảng bá cũng như là thu hút khách tham quan đến với vùng đất hiền hòa mến khách, giúp các chị em phụ nữ có buổi trải nghiệm đầy mới lạ và vui vẻ. Buổi trải nghiệm được bắt đầu từ bến Ninh Kiều, sau đó du khách sẽ được tham quan chụp ảnh check-in tại phố Bích Quạ, một trong những điểm tham quan mới lạ của thành phố Cần Thơ, với nhiều hình ảnh được khắc họa về Cần Thơ xưa. Tìm hiểu về kiến trúc độc đáo của người Khmer qua ngôi chùa Muni Ansay và ngôi đình cổ Bình Thủy với hơn 176 năm tuổi. Đây là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đại diện cho nét văn hóa của vùng sông nước Nam Bộ. Sau đây là công việc của những người phụ nữ vì cộng đồng. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã cùng nhau vận động thay đổi tư duy dùng bao ni lông khi đi chợ hay là tiết kiệm tiền từ những hoạt động nhỏ để tích góp giúp đỡ các hoàn cảnh nghèo khó. Đó là những việc làm cụ thể mang ý nghĩa lớn. Mô hình giỏ nhựa đi chợ được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đức Phổ triển khai từ năm 2018 và được chị em trong hội hưởng ứng nhiệt thành. Không chỉ giỏ nhựa, làn nhựa mà các bà các mẹ khi đi chợ còn mang theo các hộp đựng thịt cá, rau dưa để hạn chế tối thiểu các loại túi ni lông dùng một lần. Không chỉ có ý thức bảo vệ môi trường, chị em phụ nữ nơi đây còn tích cực hưởng ứng phong trào giúp đỡ hộp viên khó khăn, trẻ em mồ côi để cùng vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ những việc làm thiết thực, cụ thể, phụ nữ ở đây đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thưa quý khán giả, một trong những điểm nhấn quan trọng xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển ngành hàng trong thập kỷ qua của than Việt Nam, đó là sự xuất hiện của những người nữ công nhân. Cho dù công việc chất giả, nhưng dường như sự lam lũ là điều ít nhận thấy ở họ, mà thay vào đó là nụ cười thường trực trên môi, sự ân cần và chăm chỉ trong lao động sản xuất. Trước mỗi ca sản xuất, tổ bình đèn của công ty than Mạo Khê luôn đầy ắp tiếng cười. Với cánh thợ mỏ, đèn và bình dưỡng khí luôn là những trang thiết bị thiết yếu, quan trọng bậc nhất trong mỗi lần vào ca. Nhờ sự chu đáo và tận tình từ các chị em công nhân trong tổ, công việc của các anh phần nào cũng dơi đi nỗi cực nhọc lo lắng. Tại một số đơn vị sàn tuyển, do đặc thù công việc, tỷ lệ công nhân nữ luôn chiếm sắp xỉ 50% nhân sự, trong khi đây là ngành nghề mà thế mạnh dường như không thuộc về phụ nữ. Thưa quý khán giả, sống bằng cả tấm lòng với tâm niệm thương người như thể thương thân thì mới có thể gắn bó được với những trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo hay mang trong mình cơ thể không lành lặn, bởi sự chăm sóc dành cho các em phải nhiều gấp mấy lần những đứa trẻ bình thường khác. Ấy vậy mà, cô Phạm Thị Bạch Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai, luôn dành tình yêu thương cho trẻ khuyết tật. Không chỉ đem lại một môi trường giáo dục riêng biệt, mà cô Huệ còn dạy nghề, xin việc để các em có thể lo được cho bản thân mình. Cô được những đứa bé ở đây coi là người mẹ thứ hai của mình. Hơn 20 năm gắn bó với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai, cô Phạm Thị Bạch Huệ như là người mẹ thứ hai của những đứa trẻ khuyết tật nơi đây.
Lo lắng cho tương lai các em sẽ không thể tự bươn chải, tìm kiếm công việc ngoài xã hội, cô Bạch Huệ đề xuất áp dụng mô hình chuyển đổi từ trường học đến việc làm, nhằm chuẩn bị cho học sinh khuyết tật các kỹ năng nghề nghiệp và có thể tìm được việc làm lâu dài, thu nhập ổn định. Trung tâm đã liên kết mở 4 lớp đào tạo nghề, may và sửa chữa máy may công nghiệp, đồng thời hỗ trợ các em tìm việc làm. Trẻ khuyết tật được gia đình gửi đến trung tâm chỉ với mong muốn các con được chăm sóc, biết đọc, viết, biết giao tiếp như những bạn bè cùng trang lứa. Với tấm lòng của cô Phạm Thị Bạch Huệ, các em còn được học nghề, có việc làm ổn định, tự tin sống và sống có ích cho xã hội. Với những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, năm 2019, cô là một trong 180 nhà giáo được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu của năm. Việc bắt đầu cuộc sống mới tại một quốc gia khác là một thử thách khó khăn với các em nhỏ do trở ngại về ngôn ngữ. Thế nhưng, với sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái, cô giáo Natalia Semitsikina tại Nga đã hết sức giúp đỡ những em nhỏ Việt Nam hội nhập cuộc sống mới. Chắc chắn cô đã dành tình yêu rất lớn mới có thể hòa nhập được với bọn trẻ. Đối với hầu hết những người mới bắt đầu, tiếng Nga là một ngôn ngữ khó. Thế nhưng với các em nhỏ học tại lớp học của cô Natalia, tiếng Nga là một môn học của tình yêu thương và sự thích thú. Thông thường các em chỉ mất khoảng 3 tháng học với cô Natalia là có thể giao tiếp thành thạo được với người bản xứ. Dũng là một cô giáo dạy phổ thông tại thành phố Yekaterinburg, cơ duyên dạy tiếng Nga cho học sinh Việt Nam đến với cô Natalia rất bất ngờ. Phương thức dạy học của cô Natalia cũng rất mới mẻ, do đó đã giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập ngôn ngữ của người bản địa. Cô không dạy các em các từ mới, mà dạy các em các đoạn hội thoại hàng ngày. Những tình huống giao tiếp dễ hiểu, dạy học qua các bài toán ngắn hay các câu chuyện vui, các đoạn văn dễ hiểu. Với một tấm lòng nhân hậu, cô Natalia không chỉ đơn giản là dạy tiếng Nga cho các em học sinh Việt Nam, mà cô còn chăm sóc, gần gũi và hướng dẫn các em mọi mặt. Những bữa ăn thân mật tại nhà cô không còn là hiếm có, cô coi các em học sinh Việt Nam như chính con mình vậy. Ở đâu cũng vậy, thiên chức của người mẹ là luôn bao bọc và dạy dỗ con cái của mình. Và ở nước Nga tuyết trắng, những người mẹ Việt Nam chắc chắn sẽ yên tâm hơn khi những người như cô Natalia dành toàn bộ tình cảm từ trái tim cho những đứa con của mình. Và đến đây thì bản tin Chuyển động Đông Tây của Trung Hoàng Đầu Giang cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào và hẹn gặp lại.